Lương y chia sẻ, công thức pha nước uống từ nghệ giúp khỏi hẳn bệnh đau dạ dày. Ai cũng biết, nghệ rất tốt trong điều trị bệnh dạ dày. Tuy nhiên, cách pha chế như thế nào cho tốt và giảm nhanh các triệu chứng của bệnh thì không phải ai cũng biết. Theo đông y, nghệ chứa chất chống viêm mạnh mẽ với những thành phần tự nhiên tuyệt vời. Sử dụng nó thường xuyên sẽ làm giảm bớt các vấn đề về tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc đường ruột và ngăn ngừa viêm loét dạ dày, ruột. Mật ong chứa rất nhiều axit amin, men, vitamin và các khoáng chất rất có lợi cho đường tiêu hóa, đồng thời làm suy yếu bất cứ yếu tố nào gây kích ứng trong quá trình tiêu hóa. Nước cốt dừa cung cấp cho cơ thể nhiều chất béo lành mạnh, có tác dụng kháng sinh, có khả năng đẩy lùi các vấn đề ở dạ dày liên quan đến tiêu hóa thức ăn. Gừng tươi có thể chữa cảm mạo, phong hàn, ngạt mũi, nhức đầu, đau đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, trướng bụng, giải độc từ cua cá, chim thú nếu có độc, các loại thịt trừ thịt lợn vì gừng kỵ thịt lợn khi ăn vào cơ thể. Gừng, nghệ, nước cốt dừa là những nguyên liệu có ngay trong bếp, được kết hợp hoàn hảo với các nguồn thực phẩm tự nhiên, có khả năng chống viêm tuyệt vời trước khi ngủ. Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh chia sẻ, công thức pha cốc nước thần thánh nhiều tác dụng này. Nguyên liệu: nước cốt dừa 2 chén nhỏ, bột nghệ 1 thìa, cà phê đen xay 1/2 thìa, mật ong nguyên chất 1 chén nhỏ. Cách làm: đổ tất cả những nguyên liệu trên vào một chiếc bát, trừ mật ong thì để lại. Quấy đều hỗn hợp rồi cho vào nồi đun sôi nhỏ lửa trong vòng 5 phút thì tắt bếp. Khi hỗn hợp còn ấm thì đổ mật ong vào và uống luôn. Theo lương y Bùi Hồng Minh, hỗn hợp đồ uống này thực sự rất ngon, lại vô cùng tốt cho sức khỏe. Sử dụng loại đồ uống này sẽ giúp hệ tiêu hóa tốt, phòng chống tổng thể các bệnh về tiêu hóa, dạ dày. Cốc nước này cực kỳ dễ pha, dễ uống, lại giảm hẳn triệu chứng của đường tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu chỉ sau một đêm. Nếu kiên trì sử dụng, có thể khỏi hẳn bệnh đau dạ dày. Lương y Bùi Hồng Minh cũng khẳng định, mật ong có vị ngọt, tính bình, vào năm kinh tâm, tỳ, phế, vị, đại tràng. Đây là một loại thuốc bổ, giảm mật độ axit của dịch vị, làm axit dạ dày hoạt động bình thường. Nó có thể chữa được nhiều bệnh như viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm gan, viêm túi mật, diệt vi trùng, lương y Minh khẳng định. Mặc dù vậy, vị lương y này khuyên đối với những người đang gặp các vấn đề loãng máu, đang trong giai đoạn thai kỳ thì không được sử dụng tùy tiện, mà cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ đông y trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỗi ngày ăn vài quả đậu bắp, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích không tưởng đối với sức khỏe. Đậu bắp vốn rất quen thuộc với tất cả chị em chúng ta. Xưa giờ cũng có rất nhiều thông tin đậu bắp tốt cho sức khỏe. Nhưng mới đây, em đọc trên MyHealthy Live Vision mới biết đậu bắp có đến 22 lợi ích cho sức khỏe, có thể dùng để chữa nhiều chứng bệnh nữa. Quá tuyệt vời luôn các mẹ ạ. 1. Giàu chất xơ. Chất xơ trong đậu bắp có thể cải thiện tiêu hóa, chữa lành ruột, giúp chúng ta loại bỏ độc tố trong ruột dễ dàng. 2. Ổn định đường huyết. Với những người bị tiểu đường, đậu bắp thực sự là vị cứu tinh. Uống nước đậu bắp làm giảm lượng đường trong máu, giúp ổn định đường huyết. 3. Tốt cho phụ nữ mang thai. Đậu bắp giàu folate, đây là chất cực kỳ cần thiết, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chất này còn có tác dụng ngăn ngừa sảy thai và dị tật ống thần kinh ở thai nhi. 4. Tốt cho xương. Đậu bắp giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương, vì nó rất giàu vitamin K và folate. Hai chất này giúp xương chắc khỏe hơn. 5. Hèn xuyễn. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và đặc tính chống viêm, đậu bắp rất tốt cho người bị hèn xuyễn. Chính những hợp chất này
ngăn cản sự phát triển của bệnh hen suyễn. 6. Tốt cho hệ hô hấp. Lá và hoa của đậu bắp được sử dụng trong điều trị viêm phổi, viêm phế quản, cảm lạnh và cúm. 7. Táo bón. Chất xơ có trong đậu bắp giúp bôi trơn ruột, kích thích nhu động ruột. Đậu bắp được xem như thuốc nhuận tràng, tự nhiên cực tốt. 8. Say nắng. Nếu bạn bị say nắng, có thể ăn đậu bắp để giảm mệt mỏi, tránh kiệt sức. 9. Ung thư đại tràng. Chất xơ có trong đậu bắp cũng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Chúng làm sạch đường ruột và các chất chống oxy hóa, có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây hại. 10. Giảm cân. Đậu bắp gần như không có calo, trong khi lượng chất xơ làm cho bạn cảm thấy no. Chưa kể, nó rất giàu chất dinh dưỡng. Do đó, đậu bắp thích hợp cho người béo phì, người đang thực hiện chế độ giảm cân. 11. Giảm cholesterol xấu. Nhờ phong phú hàm lượng pectin, chất xơ hòa tan, nên đậu bắp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 12. Giải độc cho da. Đậu bắp giúp làm sạch da từ bên trong nhờ cơ chế thải độc cho da. Nó ngăn chặn việc hình thành các sắc tố da, làm giảm mụn trứng cá, ngăn ngừa bệnh vẩy nến. 13. Tốt cho tóc. Đậu bắp mang lại cho mái tóc bạn một sức sống mãnh liệt, giữ ẩm cho da dầu và ngăn ngừa gầu. Thường xuyên ăn đậu bắp, tóc sẽ sáng bóng và mượt hơn. 14. Thải độc cho cơ thể. Nếu bạn đang có ý định diệt tơ cơ thể, thì đậu bắp là một gợi ý tốt. Chất xơ trong đậu bắp sẽ giúp cơ thể thải độc tố dễ dàng. 15. Tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ các chất chống oxy hóa, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu khác như canxi, mangan, magie, sắt, đậu bắp giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và vì thế chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch. 16. Tốt cho thị giác. Đậu bắp cũng giàu beta carotin, lutein và xanthin, nên nó có thể ngăn chặn bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. 17. Phòng ngừa thiếu máu. Với sự giúp đỡ của vitamin K, folate và sắt, đậu bắp sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu máu một cách tuyệt vời. Việc sản xuất các tế bào máu đỏ sẽ tăng lên đáng kể. 18. Ngừa viêm loét. Đậu bắp giúp trung hòa axit và làm tăng tốc độ chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng bằng cách cung cấp một lớp bảo vệ tạm thời cho đường tiêu hóa. 19. Cải thiện tình trạng rối loạn sinh dục. Hãy ăn đậu bắp nếu bạn muốn tăng cường khả năng ham muốn. Đậu bắp cũng có thể điều trị các rối loạn như bệnh lậu, huyết trắng, giang mai, chứng khó tiểu. 20. Giàu protein. Nhờ giàu protein, đậu bắp thích hợp cho người ăn chay. Nó cũng giàu các loại dầu, các axit amin như xanthin, chitoben. 21. Hỗ trợ mạch máu. Trong đậu bắp còn có chứa flavonoid và vitamin C. Đây chính là hai chất cực kỳ tốt cho việc bảo vệ và hỗ trợ các mạch máu. 22. Hỗ trợ đường ruột. Đậu bắp có chứa cả probiotic, cho phép vi khuẩn có lợi phát triển mạnh trong ruột, giúp đường ruột khỏe mạnh. Bài viết mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn tôm xong, uống thứ nước này là trúng độc, tính mạng bị đe dọa như chơi. Theo bác sĩ cho biết, trong tôm có chứa rất nhiều chất esen hóa trị năm. Chất này không gây độc cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta kết hợp nó với các loại rau, củ quả giàu vitamin C, hoặc ăn với các loại quả giàu vitamin C, ngay sau khi ăn tôm thì sẽ trúng độc. Tôm vốn là món khoái khẩu của em, nhưng một lần cũng vì món khoái khẩu này mà em rơi vào tình cảnh giữa khóc giữa cười các chị ạ. Lần đó, em cùng mấy đứa bạn làm chuyến du lịch biển. Mà đi biển thì phải ăn hải sản thì mới thích. Tụi em cũng đi một vòng chợ hải sản và mua quá trời món ngon. Nào là cua, nghệ, ốc, cá rồi tôm,
Vì mua quá nhiều món nên đến phút cuối cùng ai cũng no lắm, mà trên bàn vẫn còn hơn nửa tôm luộc. Biết em thích món đó nên mấy đứa bạn bỏ hộp cho em mang về nhà ăn. Chiều đó về lại Sài Gòn, em lấy tôm ra bỏ vỏ, trộn nước sôi, bỏ vỏ rồi đem đi nấu canh với rau ngót. Tối đó em đã có một bữa ăn tôm toàn tập, cực kỳ ngon các chị ạ. Sau khi ăn xong, em còn bồi bổ cho mình một ly nước cam để bù đắp năng lượng cho cả ngày dài đi chơi mỏi mệt. Uống xong chừng 30 phút thì bụng em bắt đầu đau. Đau bụng non bữa, tiêu chảy liên tục, khát nước dữ dội và mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Một bạn phòng bên cạnh sang chơi thấy em có biểu hiện sức khỏe xấu nên đã đưa em đến bệnh viện. Ban đầu em còn nghĩ là mình bị ngộ độc thực phẩm, nhưng khi bác sĩ thăm khám thì lại kết luận em bị ngộ độc thất tín. Theo bác sĩ cho biết, trong tôm có chứa rất nhiều chất arsen hóa trị năm. Chất này không gây độc cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta kết hợp nó với các loại rau, củ quả giàu vitamin C, hoặc ăn các loại quả giàu vitamin C ngay sau khi ăn tôm thì sẽ thành độc. Khi đó, arsen hóa trị năm chuyển thành arsen hóa trị 3, tức chất thạch tín, là chất rất độc có thể gây chết người. Trong khi đó, rau ngót và nước cam lại là thực phẩm giàu vitamin C và tiêu thụ với một lượng khá lớn. Cũng may, em được đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ nếu trễ hơn thì tính mạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Qua lần thập tử nhất sinh, vì món tôm khoái khẩu nên em bắt đầu tìm hiểu những thông tin liên quan đến món ăn yêu thích. Được biết, trong tôm rất giàu chất đạm, tốt cho sức khỏe, cùng với loại vitamin B12, axit béo omega 3, góp phần tạo nên sự bền vững của thành mạch máu. Tuy nhiên, khi ăn tôm, chúng ta phải đặc biệt lưu ý những điều tối kỵ của nó để không mang họa vào người. Không nên ăn tái tôm, vì tất cả các loại hải sản khác nói chung và tôm nói riêng, nếu không nấu chín kỹ khi ăn thì rất dễ mắc bệnh run sáng. Không ăn uống những thực phẩm giàu vitamin C sau khi ăn tôm. Cam, chanh, cà chua, nho, mướp đắng, rau ngót đều là những thực phẩm kiêng kỵ ăn với tôm, vì nó sẽ biến arsen hóa trị 5 vô hại đối với sức khỏe thành arsen hóa trị 3, tức chất thạch tín, một chất rất độc có thể gây chết người. Người bị dị ứng không nên ăn tôm. Rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em thường bị dị ứng với tôm. Những triệu chứng thường gặp nhất của dị ứng tôm là nổi mề đay. Khi đó, trên da bệnh nhân sẽ xuất hiện những vùng đỏ, nổi cục, rất ngứa ở mình, chân tay, có khi ở mặt, cổ, chỉ sau mấy giờ sẽ lặn, nhưng cũng có trường hợp kéo dài hàng tuần. Ngoài ra, rất nhiều người có những quan điểm sai lầm liên quan đến chuyện ăn tôm lắm nè. Em cũng là một trong số đó đó. Ăn vỏ tôm nhiều canxi. Lúc còn nhỏ, mẹ em thường cho em ăn luôn cả phần vỏ tôm. Mẹ nói là trong vỏ sẽ có nhiều canxi, vì vậy em luôn cố gắng ăn cả vỏ vì em thiếu canxi, dù không thích. Nhưng đến bây giờ, hơn 20 năm sau, em mới biết rằng sự cố gắng đó của mình không có ý nghĩa gì cả. Thực tế vỏ tôm không hề giàu canxi như vậy. Nguồn canxi chính của tôm chủ yếu ở thịt, chân và càng. Trong vỏ tôm chỉ là chất kích tin giúp tái tạo nên lớp vỏ của các loại giáp xác, chứ không chứa nhiều canxi. Nếu ăn phải vỏ tôm sẽ bài tiết ra ngoài. Ngược lại, việc bắt trẻ em ăn vỏ tôm còn có thể gây ra hóc xương, rất nguy hiểm. Phụ nữ mới sinh con không được ăn. Nhiều người vẫn nói với nhau rằng sản phụ sau khi sinh không nên ăn tôm, vì ăn tôm sẽ gây lạnh bụng, đau bụng. Những người sinh mổ nếu ăn tôm có thể dẫn đến sẹo lồi. Tuy nhiên, trên thực tế chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ ăn tôm sẽ làm cho vết sẹo sau khi mổ to hơn hay lồi lên, trừ trường hợp những người có cơ địa dễ bị sẹo lồi sau mổ, và đó cũng là do cơ địa mà thôi. Trong tôm chứa rất nhiều protein nên đây sẽ là thực phẩm rất tốt cho sản phụ và giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Hơn nữa, tôm còn giàu canxi nên người mẹ ăn tôm sẽ cung cấp canxi cho con qua sữa mẹ. Tuy nhiên, ăn nhiều tôm có thể gây ra khó tiêu hóa. Vì vậy, sản phụ sau khi sinh chỉ nên ăn với lượng vừa phải.
Lưu ý là không nên ăn những con tôm bị chết, ôi, ương, hạt nhiễm khuẩn. Thường không những không có giá trị dinh dưỡng mà còn có thể gây ngộ độc khi ăn, rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta nữa đấy. Sau lần bị ngộ độc, em nghĩ mình phải tìm hiểu về tất cả những thực phẩm mà mình đang ăn, chứ không riêng gì con tôm phải không các mẹ. Khi chúng ta nắm rõ được những thứ nên và không nên với những loại thực phẩm mình đang ăn thì chắc chắn sẽ không xảy ra những trường hợp ngộ độc tương tự như em rồi.